Đây mọi người, cơm gà đây. Cơm gà này là ở nhà mình nấu nha, chứ không phải là mua nha. Cơm thì được nấu bằng nước ruột gà đây. Bỏ thêm tí nghệ vô nó vàng ngon không? Nửa đêm mà ăn kiểu này chắc mập chết. Nửa đêm mới đem cơm gà ra đây ăn. Ăn kiểu này chắc chết, mập chết luôn. Cơm gà đây, chấm cho nó sốt thần thánh này. Súp ra nha, súp cải cũng nấu bằng nước luộc gà luôn. Cái gà này là gà đi bộ nè, mình mua tại nông trại của ở Houston luôn, đúng không? Mà không mua ở nông trại gà đúng không? Cái này là mua tại trang trại gà luôn nè mọi người. Họ mần tại chỗ đó, xong mình chỉ gọi vô order thôi rồi họ mần cho mình luôn. Này gà dai á, gà mà người ta thả vườn luôn này, cho nên da nó rất là giòn và thịt nó rất là dai. Nè, Con cơm này trai nó hả mày? ngon, cơm này nó ngon, Quá đâu. cơm vừa ăn, gà cũng vừa ăn. Chắc quá hả? Gà nó dai lắm. Ngon Còn gà này mà mình mua chợ Mỹ á, nó bủng xì à. Mình luộc xong là coi như khỏi ăn, nó mềm mùi à. Ăn không nổi đâu, ăn giống như ăn xương xa vậy. Còn gà đi bộ này là chất của chất luôn, giòn ngon, xin phép ăn bóc luôn nha. Thịt trắng đó nè, mọi người thấy thịt trắng không? Trắng rất là dai, chứ không phải giống như thịt trắng mà mình mua ngoài chợ Mỹ đâu. Nó bở, nó bụng lắm, ăn không ngon. Đây mình xin phép mình ăn bốc luôn nha. Gà phải ăn bốc nó mới ngon. Mình chấm vô nó sót nè. nhắn Riêng tin cái thịt chị trắng này nè, thịt trắng này mình ăn mình phải chấm vô cái sốt này. Này mọi người thấy sốt, bây giờ đổ đổ sốt này, mình phải chấm vô cái sốt này mình ăn mới được, nó mới ngon hơn. Thì cái thịt trắng thường nó ít có thấm hơn thịt đen. Làm thêm miếng bia nữa. Cơm gà Hải Nam thường thịt đó, thường thịt gà thì nó sẽ chia ra hai loại cả nhà, một loại là thịt đen, một loại thịt trắng nè. Thịt trắng là thường những cái ức của nó là thịt trắng, còn mà thịt đen là cái đùi của nó. Để bóc luôn ra mà thấy thịt gà ăn bóc nó ngon hơn. Kêu cơm gà chứ cơm đâu cũng thấy bao nhiêu mà toàn là gà không. Giờ này khuya rồi mà ăn kiểu này chắc thành con heo sớm á. Ăn con gà mà sẽ thành con heo rồi. Mà cơm mới, cơm nhiều. Tụi mới ăn gà chứ không ăn cơm. Có cái sao cánh đâu không? Này cái cánh này. Con gà mà dai hay không là ăn cái cánh này sẽ biết không? không được rồi. Da nó giòn ngon. Cơm này vừa ăn mà thiệt, ăn gà phải bóc. Anh thích ăn xé, cái này đã chặt, gà này gà chặt, gà này mà xé nữa thôi tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời á. Miếng là xé. Nó gà xé ngon mà. Theo mọi người thì gà xé hay là gà chặt nó ngon, mọi người cho mình comment bên dưới nha, để mình biết là gà xé hay gà chặt ngon hơn, coi là ai sẽ thắng nha. Mình thì mình thích xé, xé ăn nó ngon hơn. Thiếu cho chua. Mai con nhà mẹ lấy cho chua. Gà là phải xé ra vậy nè, nó mà xé nguyên con này chứ không phải xé miếng này nữa. Xé miếng này là
hơi bị trễ rồi. Cái da nó giòn, cái thịt thì nó dai, mà ngon ha. Con gà này thịt nó dai mà nấu nhanh chứ đâu có lâu đâu, đúng không? Thịt nó dai mà nấu nhanh chứ, 30 phút là hình đồ rồi, 30 phút là không đủ. 30 phút là nấu xong con gà rồi nha. Nè, có 30 phút, luộc 7 phút rồi không đậy nắp. Súp cải với gừng ăn với cơm gà là quá cháy. Cái này là đậu độc nè, nửa đêm mình chơi cho ăn cơm gà. Từ chiều giờ không ăn, thấy nồi cơm gà chịu không nổi, bắt buộc phải chặt con gà ra mà quất. Nãy kêu xé không chịu chặt à. Mà mỗi một người có một khẩu vị khác nhau đúng không? Người thì thích ăn chặt, người thì thích ăn xé. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có thêm động lực để ra nhiều video hơn nữa. Cái này nó dai nè, được không? Mình xé ra mà nó đứt luôn á. Gà này ở Houston mà chắc ai ở Houston thì chắc cũng biết gà này rồi. Mà bạn nào mà ở chỗ khác mà qua Houston chơi á thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ cái địa chỉ và số điện thoại để các bạn gọi. Bạn gọi vô cho họ, mình đặt xong rồi lát nữa mình tới mình lấy luôn. Các bạn ở xa á, thì có thể mua bỏ vô cooler đem về. Còn có trang trại gà ngay Houston luôn. Mà thì không có nào ngon bằng gà tươi nha, gà tươi với gà đi bộ. Còn mà gà chợ Mỹ bán thì thôi, nó dai mà nó không dai, nó bở ơi là bở, ăn dở lắm. Cái thịt trắng của nó là ăn làm biếng luôn á. Ai ở Mỹ rồi chắc ăn gà Mỹ ở chợ Mỹ rồi đúng không? Mọi người chắc ai cũng ăn rồi thì đó, gà Mỹ nó dai mà nó mỡ. Ủa nó bở mà nó mỡ nữa. Còn gà Việt Nam nè, thấy không? Xé ra là biết liền, thấy không? Xé ra là biết made in ở đâu liền. Nào mọi người thấy miếng thịt gà. Đây, miếng thịt gà này. Mình xé nè. Thịt đen. Nó thấy không? Nó dai ghê không? Gà này mà mình mua về mà mình luộc chấm muối tiêu chanh cũng ngon. Này luộc chấm muối tiêu chanh cũng ngon. Chứ đừng nói khi mà làm tới con gà. Làm tới con gà là kỳ công rồi. Tại vì mình phải lấy nước cốt gà cho mình nấu nấu cơm. Nấu mấy giờ? Chín giờ 20. Nó nổi mấy giờ? 9 giờ 20. 9 giờ kém 20 Chờ mà mấy giờ giờ này là 10 giờ nấu 15. cơm rồi. Ăn kiểu này chắc thành con heo sớm không? Ăn con gà mà thành con heo nè. Mập chết luôn. Ngon mà nữa luôn. Rồi thôi, mập lắm. Ăn nhiều review cho mọi người coi gà gà ta ở Houston thôi. Cứ ăn kiểu này là chết á, mập chết luôn. Thôi thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.